Hello, xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Nam TV. Vâng, video này là cái video chia sẻ trồng vớ vẩn nhưng mà vui chỉ các bạn các bác nhé. Vâng, thì em Nam thì cũng có một cái đam mê, đó là ngoài cái thời gian mà ngồi máy tính nhiều quá thì sẽ chạy ra vườn quay, và cái gì có thể quay được mang lại cái niềm vui thì quay các bác nhé. Chia sẻ hữu duyên cho bác nào, anh chị các bạn nào có cái thú chơi đam mê kiểu như là nó cũng không giống ai á, thì các bác có thể xem video hôm nay thì chia sẻ các bác đó là trồng cây vớ vẩn nhưng mà vui. Thứ nhất đó là trồng cây vớ vẩn là một cái cây dứa dại các bác. Cái dứa dại này em xin các bác, em xin của một cô cũng quen biết, nói chung là nếu có thể là nếu mà không quen biết thì chắc là họ cũng bán, nhưng mà nó cũng rất là đẹp các bác. Một cây dứa dại mà cái lá vàng và bên ngoài thì nó có biên xanh, thì về cái trong cái thú chơi mà cây phát tài đấy các bác, thì cái cây nào mà lá vàng mà nó có vệt thì người ta thường là nó mang lại điều may mắn các bác nhá. Đấy, cái điều may mắn rồi nó mang lại cho người ta một cái niềm tin thì người ta trồng, thế là cái thường là cây phát tài. Thì một cái cây thì nó cũng đều có một cái ý nghĩa riêng, nhưng mà nói chung là đầu tiên là chúng ta thấy vui thì là nó đẹp, và chúng ta thấy nó kiểu như là nó mang lại cái cảm giác thoải mái thì chúng ta cảm thấy gọi là may mắn. Đấy, nó vui khỏe mà các bác ha, trồng ở ngoài mà nói chung nó lên cũng khá là khỏe. Đấy thì chúng ta cứ nói chung là cứ đam mê, nếu đam mê rồi tự nhiên là một ngày là nó có kết quả. Cũng như là hôm nay á thì quay cho các bác xem này cũng rất là vui. Mình đi quay rồi mình mua những cái cây ổi các bác, cái cây ổi mà người ta chiết thành gốc á, để trồng quả nó rất là ok luôn các bác này. Đây này. Em thấy người ta trồng ổi mà người ta có phải bó, người ta lưới bó lưới á, thì là cái con côn trùng, nhưng mình đây mình trồng hoàn toàn tự nhiên. Mặc dù nó có kiến đấy các bác. Cái này thì chắc là phải dùng cái loại thuốc gì trị kiến, nhưng mà cái quả nó khá là to. Hôm trước có hai quả rất là to nhưng mà hái bớt đi quả rồi. Bây giờ thì còn một quả nó cái cỡ này không dùng thuốc các bác ạ. Thì có nghĩa là hôm nay em mới nhận ra một cái điều là nếu mà để quả to là cái thuốc và cái khả năng mà cái kích thích to quả mà ăn nó xốp là rất là cao. Vậy thì cái quả mà mình trồng như thế này các bác này mà nó kiểu như là nó không dùng thuốc á, thì quả nó rất là chắc và nó rất là lâu chín. Đây các bác này. Nói chung là cũng khá là đẹp, mà trồng như cái chậu như này các bác thấy ổn không? Đấy. Thì có phải là trồng cái vớ vẩn không bác? Đây này, có vườn loàng hoàng đấy. Cái mơn ổi lê Đài Loan các bác thấy chưa, quả này, quả dưới nha các bác nhá. Đó thì nói chung cái cây này thì cái với lượng đất thế này thì nó nuôi chừng này cây là cũng quá là ổn rồi các bác. Đây này các bác nhá. Đó. Ở trên thì nó không được to lắm nhưng mà không sao. Đó. Cái gì mà cây nhà lá vườn thì nó khá là ngon, và em thì cũng có nghĩ là khi mà trồng cái cây gì thì các bác thì nó mang lại cái thứ nhất là cái niềm vui, thứ hai là một cái là nó dễ trồng, và thứ ba là các bác biết không, ví dụ như là khi mà mình trồng lên những cái sung như này các bác này, cái cây sung á nó dễ trồng rồi, mà mình trồng mà nó chống được những cái chậu, các bác thấy chậu bé bé này, rễ rất là nhiều he, mà mình trồng được á là các bác không, khi mình chăm được mình trồng những cái chậu chỉ cần để ban công thôi các bác nhá, những cái sung mà để ban công thôi các bác biết là ví dụ như khi mình có những cái lá sung á thì ăn nó rất là tốt cho sức khỏe này, gỏi mà ví dụ như đơn giản như cái thịt là mình cuốn lá sung thôi thì nó cũng rất là ngon các bác nhá. Đấy, các bác nên nhớ là mình trồng cái gì mà cảnh á thì nó phải kết hợp với lại nó ăn được nữa mà lại mang lại sức khỏe. Cái lá sung là một trong những cái mà ăn rất là ngon với các cái món gỏi ghém này, và nó là rất là dễ trồng, mà các bác mà trồng nó đủ lớn thì nó có quả thì thông thường là cũng là một trong những cái phong thủy á, cái phong thủy mà cây sung có thế thì nó gọi là để trước nhà thì nó cũng khá là vui rồi đúng không bác, thấy không? Đấy. Và một cái nữa là em cũng thử trồng cái đậu biếc, cái đậu biếc nó cực kỳ dễ trồng luôn, hay là không biết ở trong đây thì các bác xem, bác nào xem thì có cái cảm giác là mình trồng nó có khó khăn gì không, nhưng mà em cảm thấy cái cây gì mình yêu thiên nhiên mình trồng thì có cảm giác cũng rất là dễ trồng các bác nhá, chỉ trồng mà tưới nước nó lên rất là mạnh. Đấy, cái đậu biếc theo như em biết thì tức là nghe đồn trước đây là người ta bảo là cái đậu biếc thì uống vào thì nó tốt cho sức khỏe. Cái hoa thì nói chung là nhìn cái màu tím rất là đẹp, thì tự nhiên thì thấy một số cây thì cũng xin với cái hạt về trồng
nó lên khá là đẹp các bạn. Đấy, mà nghe uống nước thì nói chung là rất đẹp. Và cái đậu biếc thì làm cái màu để mà làm màu để làm thạch dâu câu nó khá là ok luôn các bác nhá. Nó cực kỳ là đẹp, và cái màu mà để chúng ta khi mà làm thạch dâu câu thì gọi là cái màu tự nhiên, cái màu tím rất là đẹp luôn. Và cái nước thì hãm cũng uống là cũng khá là ok này, cũng khá là hay. Rất là nhiều anh chị các bạn có những cái video hàng trăm ngàn lượt view về những cái hoa mà nó đẹp như thế này. Rất là đẹp các bác ha, đẹp nhưng mà lại có giá trị, có nghĩa là chúng ta nên trồng cái gì mà đẹp mà lại tạo ra giá trị, ví dụ như là nó ăn được này, rồi nó ăn được rồi làm cảnh được, mà lại mang cái gì đó nó may mắn phong thủy. Ví dụ như các bác biết rồi ha, sung là sung sướng này các bác ha. Trồng sung, nhưng mà khi mà trồng những cái sung mà có quả thì người ta gọi là cái Tết thì các bác hay sưu tầm trồng, có nghĩa là người ta quan niệm về cái việc mà trồng những cái sung sai quả thì là mang điều sung sướng. Ví dụ như thờ sung đấy là phong cách, cái phong cách và cái phong tục và cái suy nghĩ của người Việt chúng ta đôi khi có những cái rất là hay, cái niềm tin, nhưng mà mình nghĩ là cũng vui mà các bác, đúng không? Đấy, thì trồng những cái vớ vẩn của em là như vậy đó. Cũng tiện rồi chia sẻ các bác là như vậy, thì các bác nào mà ok, à quên đi, các bác nào có đồng quan điểm thì đừng quên để lại cảm xúc, và chúng ta cùng đam mê và cùng chia sẻ những cái thú vui vui vẻ các bác nhá. Thì cái mùa Covid mà thì ở nhà các bác thì trồng những cái cây, rồi chăm sóc những cái cây mà nó có, thứ nhất là nó vừa lợi, ví dụ có cây xanh, có cái chỗ mà không gian chơi với tự nhiên, thì đó là một trong những cái mà rất là quý báu rồi. Và đặc biệt thì nó được ăn quả nè, nó cho quả thì đó là một cái niềm vui rồi các bác nhá. Đấy, thì với một cái góc không gian cực kỳ nhỏ thì có ổi ăn này, có đậu biếc để các bác biết không, có đậu biếc để hãm nước uống, và nước này là nước cực kỳ đẹp và cực kỳ ngon các bác nhá. Có nghe nói là có thể làm đẹp cho phụ nữ luôn, còn đẹp cho phụ nữ gọi là làm đẹp da cho phụ nữ. Và sung thì để ăn gỏi lá này, đó đầy đủ cho các bác. Sung thì để ăn gỏi, ăn ghém này. Đấy, còn cây phát tài thì để làm một cái điều may mắn ở trong cái cuộc sống, cũng như là mang lại cái niềm vui may mắn cho chủ nhân, gọi là cây phong thủy đó. Thì một góc thôi. Đấy, một góc nhỏ thiên nhiên thôi. Bác nào mà không có nhiều vườn rộng thì cũng có thể trồng như em cũng được các bác. Ổi này đó. Thì rất trân trọng và cảm ơn các bác đã xem video cùng với em Nam, video trồng cây vớ vẩn trong vườn. Cái mùa giãn cách thì cái việc mà chúng ta ít phải đi ra ngoài á, thì chúng ta phải tìm cái niềm vui như vậy thôi các bạn, để ít ra ngoài. Và cái vaccine mà lớn nhất đó là vaccine con người, có nghĩa là chúng ta tự giác chấp hành và ít đi ra ngoài thì cái việc lây nhiễm chéo nó mới kiểm soát được các bác nhá. Chứ còn nếu như không thì rất là khó. Đấy, thì bác nào có ý kiến hay là cảm xúc thì comment cho em Nam một cái nhá, để cho nó có động lực. Hàng ngày em Nam sẽ ra những cái video, nói chung là nó cũng vừa mang cái tính chất là vui và mang lại cảm xúc là nhiều cho các bác. Và bác nào mà yêu thích làm vườn ha, cùng với em Nam chúng ta hãy comment ha. Đấy, em Nam trồng rau này, trồng dâu tây nhá. Nào yêu thích dâu tây thì lên kênh Khánh Nhân TV, gõ Khánh Nhân TV hoặc là dâu tây nhà Khánh Nhân TV là các bác có thể cảm nhận được cái niềm đam mê của em Nam nhá. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video lần sau. Bye bye nhá.